trăng đêm đã lên rồi, phố buồn buồn ngủ yên. Bọn tôi từ lâu phiêu lưu khắp sơn hà, nay mời về thành đô. Ngõ gầy lạnh lùng đón bước chân, mỏi mắt sầu buồn gọi đêm. Gió lại kiếm không nhà, đi gần trọn quê hương. Đêm này chợt mùi hương tóc ai, dù tôi về giấc mộng đâu. Từ ngày đi trong phương xa, mấy khi được về phố quẫn nàng, tôi bôn ba khóc nghèo, quên nhọc nhằn gian lao. Nhưng tôi vẫn tin rằng có người hiểu lòng tôi, dù cách biệt xa tôi luôn nhắc tên người cho ngọt vành À, xin chào các bác ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly đa kênh của Yamaha có model là RXV2067. Thì đây là một trong những cái dòng đời mới của Yamaha với thiết kế rất là nhiều cái tính năng độc đáo ha. Đây là dòng 7.2 ha. Và với cái Yamaha 2067 này ha, nó sẽ tích hợp cái cổng kết nối ha. Thứ nhất như là cổng HDMI ha. Thì với HDMI ha, thì nó sẽ hỗ trợ lên cái chuẩn là 1.4A và có khả năng để phát hình ảnh là 3D, cũng như là cái chế độ là ARC, tức là sẽ lấy ngược cái tín hiệu âm thanh từ Smart TV đi xuống ha, thông qua cái cổng HDMI out của cái âm ly ha. Khá là hay ha. Thì rất là tiện dụng ha, các bác chỉ cần một cái dây HDMI out kết nối lên cái TV mà thôi ha, thì nó sẽ có thể lấy âm thanh về. Thì trên kênh của em sẽ có hướng dẫn về cái cách sử dụng này khá là tiện. Và với cái cổng HDMI thì nó sẽ hỗ trợ cái chuẩn hình ảnh lên đến là 1080p và rất là nhiều ngõ kết nối phía trước và phía sau HDMI, các bác rất là tiện dụng. Và cổng thứ hai đó là cổng quang ha, đây là cổng tín hiệu thông thường ha, kết nối kỹ thuật số ha. Các bác có thể lấy âm thanh từ cổng quang từ Smart TV đi xuống kết nối trực tiếp với cái âm ly này. Và cái cổng còn lại ha, đó là cổng analog ha, thì đây là cổng thông thường. Các bác có thể lấy đầu đĩa ha, hoặc là điện thoại cắm trực tiếp vào đây. Rồi thì với cái ngoài những cái chuẩn kết nối thông thường ha, thì cái con 2067 này ha, thì các bác có thể chơi trực tiếp iPhone hay iPod ha, trực tiếp qua cái cổng HDMI. Em sẽ nói là qua cái cổng USB phía trước máy ha. Ngoài ra thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta chơi cái USB cắm trực tiếp phía trước luôn, với cái chất lượng âm thanh ngoài là MP3 quay ha, thì nó có thể lên chơi luôn nhạc lớn lét khá là hay. Thì đó là những cái kết nối thông thường. Thì với cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chứng nhận kết nối mạng network DLNA 1.5 thì thật có thể cắm dây mạng vào để chơi những cái nhạc từ nhạc mạng ha, khi mà kết nối cùng một cứng với cái hệ thống mạng LAN kết nối với âm ly này ha, cũng như là ta có thể điều khiển bằng smartphone smartphone để kết nối và điều khiển chơi nhạc ha, thông qua cái phần mềm app là Yamaha AV Control ha, thì nó sẽ hỗ trợ cho cả iOS và Android luôn ha. Rồi thì đó là một vài cái kết nối ngõ vào. Còn về cái cấu trúc bên trong thì nó khá là xịn sò,
thì với cái cấu trúc nó cân bằng ha, và thiết kế rất là độc đáo, tức là một cái biến thế nguồn rất là to, to tướng nằm ở phía giữa ha, và hai cái tản nhiệt nằm ở cả hai bên nhằm mục đích là cân bằng để chống nhiễu hoàn toàn tuyệt đối. Thì đây là một cái dòng amply khá là lớn ha, với những cái cải tiến và cái thiết kế rất là tinh tế. Và với cái dòng này ha, thì đặc biệt là cái phần bộ phận giải mã ha, đã sử dụng cái chip giải mã bên rau, bên rau cao cấp ha. Thì chip bên rau là một trong những cái hãng nổi tiếng về giải mã. Thì đây là cái con dòng này mới là chip 1803 nên cái chất âm giải mã nó khá là hay. Thì trong cùng cái tầm giá ha, để làm giải mã ha, hay như thế nào ha, thì cái con này rất là tốt ha, với cái giá và cái chất lượng của nó. Thì các bác có thể sử dụng để làm giải mã DAC với cái Real ha, đầy đủ tất cả các cổng Real luôn, Real 7.2 kênh ha. Thì chút nữa em sẽ soi cái nội thất bên trong để các bác có thể thấy là nó sử dụng cái chip giải mã như thế nào ha, và cái cấu hình nó rất là lớn. Thì đó là một vài cái sơ nét về cái cấu hình cũng như là chức năng sử dụng. Thì ngoài ra nó còn có thể điều khiển bằng Equalizer nha các bác. Equalizer là chính bằng tầng, các bác có thể tùy chỉnh cho những cái kênh loa cũng như là trái phải center surround vân vân. Cái chất âm nó khá là hay khi mà thay đổi cái Equalizer đó ha, cũng như là cái chức năng để điều chỉnh bass chép trực tiếp phía trước máy ha. Chỉ việc nhấn tone và tăng giảm thôi. Và đây là hỗ trợ rất là nhiều cái chế độ ha, đặc biệt là nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta là chế độ là 7 kênh stereo ha, để ta có thể nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa, khá là hay để không lãng phí bất kỳ một cái loa nào. Thì cái chế độ âm thanh ha, thì nó tầm khoảng là 23 chương trình, rất là hay. Đặc biệt là với cái dòng này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ nghe nhiều phòng ha. Một cái amply này các bác có thể nghe cùng lúc là 3 phòng ha. Ta đặt máy ở vị trí trung tâm nhà và một phòng khách hoặc là một phòng ngủ vân vân. Và ta có thể nối dây tín hiệu hoặc là dây loa, và ta có thể hát cùng lúc là 3 cặp loa ở 3 phòng khác nhau với cái điều khiển bằng smartphone ha. Thì trên kênh của em sẽ có một cái video hướng dẫn về cái cách sử dụng đa phòng khá là hay, em thấy rất là hay ha. Rồi về mặt cái kết nối ha. Rồi em sẽ hướng dẫn các bác ha, các bác đào về giùm em là cái phần mềm Yamaha AV Intron ha. Rồi sau khi nó thì nó sẽ nhận là RXV2067 ha. Rồi em sẽ test cái ngõ USB ha. Rồi thì từ đây ta có thể điều khiển volume ha, ngõ vào. Rất là nhiều ngõ vào ha, ngõ vào USB ha. Rồi lúc này nó đã nhận diện cái volume ha. Rất là tiện dụng ha. Hân chiến trinh từng vượt đường đàn giảm volume, tăng giảm volume rất là hay ha. Thì ngoài ra nó có thể chỉnh được rất là nhiều ha, bass chép ha. Các bác có thể chỉnh bass chép trực tiếp phía trước máy ha, trực tiếp bằng cái khiển này luôn, cái smartphone luôn ha. Các chế độ nghe 7 kênh stereo, 2 kênh stereo vân vân, rất là nhiều cái chế độ khá là hay và khá là xịn sò. Rồi thì đó là cái khả năng để mà điều khiển kết nối mạng ha. Thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật ha các bác, hình thức rất là đẹp, đẹp long lanh luôn ha. Mặt phay nhôm ha, phay nhôm ở phía trên là bóng piano ha, mặt gương rất là sang trọng ha. Máy rất là đẹp, không một vết chày luôn ha. Thì nó kèm khiển zin theo máy luôn nha.
em xin lỗi là zin khác đời nha các bác, có thể là nó hơi khác chút xíu ha, nhưng mà chỉnh được full chức năng, đặc biệt là chức năng cài đặt cái setup ha. Rồi em sẽ soi cái phía sau ha, về cái kết nấu lo cho các bác luôn ha. Thì đây là cái kết nối phía sau của cái con Amply Yamaha 2067 ha. Thì cái cổng thứ nhất ha, kết nối tín hiệu vào đó là AV2 ha, em đang kết nối từ hộp Underbox đưa vào đây ha, và cổng HDMI out số 2 ha, em sẽ kết nối với TV ha. Thì những cái cổng này ha, thì nó sẽ có cái tín hiệu là ARC ha, thì nó sẽ lấy ngược cái tín hiệu âm thanh từ cái TV đi ngược vô đây ha, mặc dù đây là cái cổng HDMI out của Amply ha, rất là hay ha. Thì các bác có thể sử dụng những cái cổng này chỉ bằng một cái cổng dây HDMI kết nối với TV mà thôi ha. Và cái cổng thông thường ha, mà ta thường hay sử dụng đó là cổng quang ha. Cổng quang em kết nối vào AV3 ha. AV2 là cổng HDMI và AV3 là cổng cổng quang ha, và AV4 đây là cổng analog thông thường ha. Ha, thì chút nữa em sẽ quay lại em test các ngõ vào ha. Ha, và đây là cái cổng mạng mạng LAN ha, khi mà ta cắm dây mạng LAN này vào thì Amply của chúng ta mới điều khiển bằng smartphone được ha, với cái điều kiện là Amply của chúng ta cùng với mạng Wi-Fi cùng chung một mạng Wi-Fi với lại cái modem ha, thì nó sẽ nhận diện được. Thì đây là cái dòng Amply đa kênh 7.2 ha, 7.2 tức là 7 loa vào ha, thì ở đây nó sẽ có là hai loa phong, một loa center, hai loa sọc bắc và hai loa sọc rau ha, còn bốn cái cọc loa phía ngoài ha. Mỗi bên là bốn loa, mỗi bên là hai loa ha, thì đây là vùng cho zone 2, zone 3 hoặc là zone 2, zone 3 ha, là cho phòng thứ hai ha, cho phòng thứ hai. Thì nếu như bác nào có nhu cầu để sử dụng này ha, thì trên kênh của em cũng có cái một cái video để hướng dẫn về cái cách sử dụng đa phòng này, cũng khá là hay. Rồi, và cái thông số của cái con Yamaha này là RXV 2067 ha, điện áp 100V và cái công suất tiêu thụ điện là 280W ha. Và xin lỗi là ban nãy em chưa nói về cái công suất ha, âm thanh của nó, thì đây là dòng thế hệ mới ha, đã cải tiến rất là nhiều nên công suất âm thanh của nó ra khá là cao và cái công suất tiêu thụ điện này thấp. Thì cái công suất của âm thanh của nó ha, đánh cho loa 8 ohm maximum lên đến là 165W và khi đánh ở loa 6 ohm thì maximum lên đến là 210W ha, rất là cao ha, ở những cái kênh loa như thế này rất cao ha. Thì đây là một trong những cái dòng Yamaha cũng khá là lớn ha, chứ không phải là những cái dòng nhỏ ha. Thì chút nữa các bác sẽ thấy là cái nội thất nó gấu như thế nào ha. Rồi đây là những cái cặp loa bắt chuối ha, em sẽ test lại các ngõ ra lo ha. Thì với những thiết kế mới như thế này ha, thì các bác thấy là nó thiết kế rất là đẹp ha. Thì chỉ những dòng cao cấp thì Yamaha mới thiết kế là dạng bắp chuối đen trong như thế này ha, rất là đẹp. Rồi em đã chọn sẵn là cái chế độ là 7 kênh stereo để test đầy đủ các ngõ ra cho các bác luôn ha. Rồi nếu như bác nào chỉ có hai loa ha, thì ta lắp vào vị trí hai loa phong ha, phòng trái và phòng phải ha, và center ha, hai loa sọc ra bác ha, một cặp cho loa phong, một center ha, và một cặp loa cho sọc ra bác ha, và một cặp loa cho vị trí là surround ha. Thì như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là ba cặp loa và một cái loa center ha, như vậy là 7 kênh ha. Và ngoài ra với cái dòng này ha, thì nó có thể để làm giải mã DAC ha, thì tất cả các loa em đã tháo ra rồi ha, thì ta có thể cắm một cái âm ly khác để làm giải mã ha. Tất cả những cái ngõ rè hoạt động tốt ha, thì ta sử dụng là ngõ loa phong là chính ha. Đây là
hai lò súp ha, 7.2 là hai lò súp ha. Đây lò súp điện kết nối vào ngõ này ha. Ha, một cái AMD rất là đẳng cấp ha. Các bác có thể sử dụng để làm giải mã DAC trong một cái tầm giá cực kỳ tốt ha. Hiếm có một cái giải mã DAC nào được tầm giá như cái con này. Rồi em sẽ quay trở lại mặt trước ha để test các ngõ vào lại ha. Cổng AV2 ha, thì AV2 thì em đang kết nối với cái ngõ vào là HDMI ha. Và tiếp theo ngõ AV3 đó là cách nó cổng quang ha. Rồi AV4 ha, thì đó là cái kết nối cổng analog ha. Rồi thì em đã test sơ qua ha, tất cả các ngõ vào ha, và ngõ ra của AMLY với những cái chức năng mở rộng như là điều khiển mạng ha, chơi USB vân vân, khá là hay. Và về cái kích thước của cái con AMLY này ha, chiều ngang tiêu chuẩn là 435mm ha, chiều cao là 182mm và chiều sâu là 430mm ha. Trọng lượng của nó là 16kg ha, cũng khá là nặng. Thì với cái con AMLY này vẫn có một dòng xuất bán tại thị trường Việt Nam ha, thì cái giá nó khá là cao, lên đến là 24 triệu đồng ha. Thì các bác có thể tham khảo một vài cái thông tin của cái con Yamaha 2067 này trên mạng internet, nó cũng có khá là nhiều cái thông tin về cái con này ha. Và với cái con này ha, thì các bác có thể lắp vang số vào để hát karaoke rất là tốt, với công suất rất khá là khỏe ha, cũng như là cái khả năng chơi nhạc từ smart TV đi xuống ha, với cái chức năng là cổng ARC khá là hay, hoặc là đơn giản hơn các bác có thể chơi cổng quang ha, cũng như là kết nối internet ha, để chơi nhạc mạng cũng như là điều khiển bằng smartphone rất là hay, chơi USB trực tiếp nhạc bên led luôn. Và đặc biệt là cái tính năng để làm giải mã DAC với cái chip giải mã bên rau trong cái tầm giá là cực kỳ rẻ luôn ha, thì rất là hiếm khó có mà một cái giải mã DAC nào trong cùng tầm giá ha, mà có thể điều chỉnh được equalizer, điều khiển được bằng smartphone ha, và sử dụng cái chip giải mã bên rau cao cấp như vậy ha. Thì trong cái tầm giá con này thì rất là đáng sở hữu và sưu tầm ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Minh Thành Audio ha. Thì tiếp theo là trước khi kết thúc ha, thì em sẽ quay cái nội thất bên trong ha. Xin chào tạm biệt. Thì đây là bên trong ruột gan của cái con Yamaha 2067 ha, rất là gấu, biến thể nguồn cực to luôn. Hai tấm nhôm tản nhiệt ha, bố trí hai cái hệ thống sò nằm ở hai bên. Ruột gan khá là mới ha, một cái vĩ mạch xử lý to ha, chia làm rất là nhiều tầng bo mạch riêng biệt ha, mục đích là nhằm chống nhiều tốt. Ruột gan rất là mới. Và phía bên tay phải ha, của AMLY thì Yamaha thường thiết kế là cái bộ xử lý và giải mã DAC ha, thì từ cái bo mạch này người ta dễ dàng nhìn thấy là cái Yamaha 2067 ha, thì nó đã sử dụng cái chip giải mã bên rau BCM1803 ha. Thì chip bên rau là dòng chip nổi tiếng để giải mã DAC, nó sẽ cho cái chất âm khá là ổn ha. Dòng DAC rất là nổi tiếng ha, ruột gan khá là gấu. Cái khung sườn máy phía dưới ha còn rất là đẹp. Tất cả những cái vi mạch xử lý Yamaha sử dụng ha, những loại chip cao cấp ha.
Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.